cũng có phản ứng gì mà đó, giờ biết sao giờ. Có lợi gì? Anh hung hăng lắm mọi người, nhưng mà vẫn còn biết là anh chỉ đứng ở trên đó rồi anh không dám nhảy xuống nha. Gương mặt cái chân mày của anh thôi, lúc mà anh chỉ vô nè đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị một nhân vật cực kỳ hung dữ luôn. Và anh ta thì bị xiềng xích lại vì độ hung dữ á, sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh hàng xóm này. Và trước đây anh ta là một thanh niên khỏe mạnh, cũng đã từng có gia đình. Vì một cái biến cố của gia đình mà anh ta trở nên hung hăng. Và khi mà Bùi Hồ nói với cô bác của anh chị thì anh ta đang chửi những cái lời lẽ rất là thô tục cô bác của anh chị. Nghe nói rằng thì anh này ảnh có gia đình, có vợ con. Sau khi vợ bỏ ra đi thì con cũng bỏ đi luôn. Thì anh ta trở nên như vậy. Và để hiểu một cái câu chuyện người đàn ông bị xiềng xích và treo giữa một cái mương như vậy á, thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nghe chính là anh ruột của anh này chia sẻ về cuộc đời của anh ha. Và ngày hôm nay thì gặp được đây là anh của anh đang bị xiềng xích ở trong kia. Đó là có chắc xưng chú á. Chú năm nay là chú bao nhiêu rồi chú? 64. 64 rồi hả? Anh kia tên gì hả chú ha? Nguyễn Anh Cường. Chú Anh Cường. Ôi sao chữ như vậy chú? Bị bệnh tâm thần như vậy đó. Bị nhốt bao nhiêu năm rồi? Cũng đâu 2 năm rồi. Xích 2 năm rồi hả? À. Trước là bình thường không? Hồi trước thì hầu mới thì đỡ. Bây giờ là mới xích là vậy đó hả chú? Ừ. Anh có đặt đây là anh ba của chửi quá. Anh chú tên gì? Tên Diền, biết tên đâu. Biết tên hả? À. Là sao, là chú đó là sao bị như vậy? Thì bị vợ bỏ với con bỏ ra đi, thành ra nó mới mang bệnh như vậy. Vợ bỏ đi hả? Vợ bỏ đi. À. Dính chú luôn nè. Xích xuống dưới đó đi. Ôi, nhìn giống Võ Tòng dưới trời. Đầu tóc y ngang Võ Tòng luôn á. Cái giờ đâu có hớt gì được đâu. Thế vậy đó rồi sao, đâu có ai đi lại gần được mà hớt. Đâu có dám lại gần hả? Bị chửi thời liên tục vậy đó luôn. Không, cái chửi thì mình không sợ. Như là cái như lại sợ chọi cái này kia bất thử. Nghe nói có cái gì là anh chọi cái đó hả? Cái gì đó. Không dám qua bên đó luôn hả chứ? Không, có cái thằng kia thì qua được đó mà nó chữ. Sao mà vợ bỏ đi? Thì chắc cũng như vợ chồng thích bích gì đó. Ra mới đi. Có mấy đứa con? Có đứa bột à. Có đứa bột, trai hay gái? Trai. Lúc trước đi anh này ảnh làm nghề gì? Cũng đi bằng hồ, bằng đây kia tầm lâm chứ á. Cũng đi bằng mướn gì đó. Có nhậu nhẹt gì không? Thì cũng có dậu sao mà không biết cách thức sao mà mang cái bệnh vậy. Mình cũng đâu có hiểu. Lúc mà mới phát bệnh lên quậy ở hàng xóm dữ không? Cũng có như là tội đá người này kia là gặp con quýnh rồi, thành ra bắt buộc phải trói, với hai nữa là đạp ông già mặt mày rồi sể ấy mấy lần rồi. Vậy đó, thành ra thấy cái đường không êm, nếu họ thả ra thì sợ quýnh ông già chết. Vì ông già tới 90 tuổi rồi. Thành ra vậy đó, thành ra mới trói lại. Chú có mấy anh em? Có 8 anh em ạ. Mà có mình anh này bị vậy đó hả? Có thằng em mà, nhưng nó cũng bị, mà điều nó bị ít. Mà nó còn nó đi lụm đồ mũ này kia, nó sống được. Có nghĩa là anh này anh mới phát bệnh là sau khi vợ bỏ đi thôi. Còn em kia thì là có vợ con gì không? Cũng như là kia thì nó cũng mới gặp vợ mà sau này đó là con nhỏ kia thì cũng vậy. Thì có đứa con mà đứa con tôi cũng trọng mà bị cái bệnh não á, chết não á, thành ra giờ cũng như nằm lăn lóc đó chứ không biết gì.
con thấy là ở dưới đó là ở trên anh ngồi á, nằm trên một cái võng, ở dưới đó là có một cái sàn. Thì cái sàn đó là trước đây mình để làm cái gì hay xây để cho anh? Cái đó là hả? Dạ. Cái đó hồi trước là một cái sàn nước. Dạ. Rồi thành ra để sàn nước bây giờ cái nhà cây thì quậy hư nát hết rồi. Rồi bây giờ bắt buộc phải đưa qua cái sàn nước đó. Cái gì đó. Rồi cái trước đây ở đó là cái nhà hả chú? Cái nhà đó bị như xịp đó. À, cái nhà của ảnh luôn hả? À, chứ kiểu như không còn biết cái gì nữa trơn á. Thành ra quậy phá đốt. Đốt nhà luôn hả? Đốt nhà luôn, bị như không biết cái gì trơn. Ờ. Hai năm nay là không ai lại gần được hết. Không ai lại gần, chứ mỗi giờ chỗ đó mới trói. Xúm nhau đè trói là mới được chứ. Cứ hai người cũng không có lợi đó. Bốn người. Bốn người thôi. Rồi, bốn người, hai ba người đè. Nghe nói bộ đồ đó là anh mặc mấy năm nay luôn phải không chú? À, mặc vậy chứ bây giờ đâu có thay bộng gì được. Rồi tắm rửa là sao? Đâu có tắm đâu. Mình vệ sinh là anh tự ảnh ở đó luôn. Ờ, cái hoàn cảnh như vậy rồi mình cũng không biết làm sao giờ với chú. Chứ hoàn cảnh rồi giờ mình làm cái gì được thì mình làm. Còn cái gì không được thì thôi. Thì cũng phải chịu chứ bây giờ làm sao giờ. Sao mình không đưa anh này vô tại tâm thần? Vì trong thời gian đó, thì có vợ thì nói là mỗi tháng nhiều đó rồi gia đình, cha mẹ thì 80-90 hết rồi. Thật ra không còn ai nữa trơn rồi, đâu có tiền đâu, khả năng đâu mà đưa đi được. Chứ phải có khả năng đi thì cũng đưa đi, chứ đâu có để vậy được. Là con thấy cái máy tôn đó chứ nó mưa như vậy là nó xuống ướt. Xuống hết trơn, với ai nữa cũng dông tạc hết trơn, mà đều có cái bị thấp quá là cái đó phá được. Như cũng như cái người này là cũng như là cái gì hở bịch bịch đó là nó không chịu. À, nóng nực là không chịu. À, phá cho nó nát vậy đó. À, cái đó là anh tự phá hay là nó tự dựng? Phá. Tự phá luôn hả? À, thế bây giờ thí dụ như mình nói thí dụ như biết cái lúc đó phá rồi cúc còn hơi tỉnh tỉnh đó. Phá rồi mà kêu quay lại hỏi nhà tôi ai phá. Yeah. Thì tự nhiên mình phá mà lúc đó không còn biết nữa. Đó là như vậy. Anh nói là năm nay là bao nhiêu rồi? Cũng 50 gì rồi ạ. 50 hả? Ờ, ừ. 4 mấy, 48 hay gì đó. Hình như 48. 48 là phát bệnh hồi năm 46 tuổi. À. Là vợ bỏ đi rồi mới phát bệnh chứ không phải là phát bệnh rồi vợ bỏ đi hả? Không, vợ bỏ đi rồi cũng chưa có phát bệnh nữa. Cũng 7-8 năm nữa rồi con bỏ ra đi. Còn đứa con vợ thôi vợ thì đứa con còn nhỏ xíu à. Chừng nào nuôi được trưởng thành nó bước ra nó đi theo mẹ nó rồi thành ra tới vậy luôn. Là con gái? Trai. Okay. Rồi vợ anh đi theo người khác hay là sao? Đi theo rồi đi một thời gian nó có chồng khác. Có nghĩa là vợ chồng là chỉ xích mích thôi. À. Rồi sau đó là vợ mới bỏ đi. À. Rồi chứ không phải là vợ có nhân tình mới. Không. Không. Có cái trước, có trước hay không thì mình không biết. Hồi như là trong cái thời gian là đó vậy. Dạ. Là cái ai dựng cái chòi đó lên? Thì cũng mượn mấy đứa em này kia với ở xóm này kia. Bình thường có ai dám tiếp cận ảnh không? Không, không ai lợi đây từ ra có cái chuyện gì cũng như là có một lần đó sau sức dây rồi mới mượn anh em này kia là 4-5 người là đè xuống. Hai người cũng làm đâu có lợi. Ở sớm lại làm tiếp. À, có gượt đánh chú được không? Hả? Có gượt đánh chú không? Lợi là chú lợi là bị ạ. Lợi là bị hả? À, có mình anh thấy tám lại được. Để bị nó đem cơm hàng ngày. Còn như anh thì đi chú thì chú lâu lâu đem thuốc cho hút. Thế tội nghiệp ha, mua bánh mì này đi cho em mình ăn. Mà nhưng trong thời gian đó có khi nó không chịu. Nó chữ chứ không làm cái gì, vì dùng thiền là hơi rồi, đâu có làm gì được, thành ra như chữ gì thôi. Nhưng mà nhà chú ở trong kia thì thấy em của mình bị xích vậy, mình sốt dữ không? Sốt, mà giờ biết sao giờ, giờ cái tình cảnh của em mình nó đã như vậy rồi, giờ biết nói sao, cắn răng chịu. Giờ ví dụ mình cứ thương em mình á, thì giờ có gì mua thuốc cho em mình hút, hay là hoặc bánh trái thì cho em mình ăn, bây giờ không biết làm sao vậy. Rồi trước đây ảnh siêng năng dữ không?
Hả? Anh giỏi với dữ không trước đây? Giỏi đi bằng thành phố này kia, vợ chồng đi bằng thành phố rồi đó. Ừ. Rồi không biết sao mà cách sao rồi lưu vô cái gì không biết, nhỏ kia thì nó có nghe nói phỏng phỏng là nghe nó nhỏ kia thì người nó thì nó không thấy nhưng người ta chỉ nó làm như nó có tình trước rồi cái có chuyện rồi bắt đầu thôi thôi rồi cái nó có đi gia đình khác luôn. Đi làm công ty hả? Đi làm công ty, thằng này nó đi bằng hồ. Ừ. Thằng nhỏ kia đi bằng công ty cái gì. Anh này anh tên gì chú nó không quên mất tiêu nữa. Nguyễn Văn Cường. Anh Cường. Anh biết không? Nghe kêu anh tên anh biết, biết. Biết mà điều chắc chưa biết mà điều chắc. Anh Cường ơi. Anh trời. Anh Cường đói bụng không? Đói bụng không? Anh Cường đẹp trai quá vậy. Hất tóc không? Thôi cho chửi em. Thiệt luôn á, anh chửi nhưng mà trong cái tâm thức của ảnh là chắc có lẽ là anh bị ức chế vì một cái vấn đề gì đó dữ lắm. Nên ảnh lúc mà trong cái đầu óc của ảnh á nó muốn quậy lên. Bị gì lại như vậy nè. Có khi làm cái nhà của mình làm rồi quay lại hỏi coi ai vô nhà quậy phá. Mà thật sự là nó làm mà nó không biết nó là như vậy. Đó là thành ra không biết gì sao. Bây giờ thì hồi trước có đi lấy thuốc rồi nó uống rồi sau này rồi không có ai trơn ai rồi anh em nghèo rồi cái đi mà mướn rồi đâu có theo sát được. Chứ không phải mà như khá giả thì mình tháng mình đi lấy thuốc này kia làm kia cho em mình uống mà ngạc con cái. Muốn đưa vào trại tâm thần không chứ? Như muốn lắm chứ mà ngạc con cái giờ trong thời gian mình không có khả năng đó, đóng tiền mà hàng tháng đó. Một tháng con nghe nói 1 tháng 4 triệu. Thì cũng có hỏi là vậy đó. Tôi vô trại là 1 tháng 4 triệu. Ừ. Nên là nữ là bắt buộc lòng là phải đẩy anh ra cho nó. Đẩy đó, giờ sao giờ chứ tiền. Bây giờ cha mẹ già rồi, thằng em nó đi mặn mướn thì đủ sống hàng ngày. Có đâu mà tất tiền đó nữa. Đâu có để dám để cái vật cứng gì gần ảnh hả? Đâu có, dẹp hết chứ. Anh Cường ơi, anh Cường. Anh Cường ơi. Đó, hung hăng dữ lắm mọi người. Không bao giờ có cái cầu nhưng mà chắc không bao giờ dám lại gần đó tí được không chứ? Lại gần dưới mé này được không? Được. Để cho cháu mình xuống đi. Lại gần tí cho mọi cô bác anh chị thì thấy mình không dám chọc ghẹo anh đâu. Nhưng mà để quay những cái thước phim cận cảnh về một mày người. Mày quay không? Ai mày quay không? Ờ. Mày thơm. Đừng quá mày. Có vẻ như là anh thì có một cái nỗi bức xúc gì đó rất là lớn luôn. Nên anh mày tao mình bức xúc được là tao nãy giờ hết. Có gì vậy là mày chết cái tao rồi đó. Tao giết mày đó. Ồ, mặt anh nhìn hung hăng lắm mọi người. Nhìn giống ông giống trong cái bộ phim để tóc tai nó dài giống bộ phim Võ Tòng ngày xưa luôn á. Ngày xưa. Đúng không chú? À. Ê! Ồ, ghê quá mọi người. Thôi giờ mình cũng đơn sơ chút gì đâu. Dạ. Hiểu mình cũng đơn sơ chút gì giờ nó quậy hoài. Dạ. Nhưng mà bình thường là gặp ai cũng vậy chứ hả chú? Gặp ai cũng vậy thôi, chỉ là có cái thằng thứ 8 thôi là mà nó cũng chửi vậy và đều có cái là nó gặp ai là không được. Cái thằng thứ 8 này nó đem cơm vô thì nó bỏ nó cơm nước của nó cho uống rồi nó đi về. Với hai đứa nó dụ khi nó cũng chọi cái thằng thứ 8 vậy, đứa em vậy. Rồi cái đứa em nóng ruột bỏ đói bữa gì cái đói từ đó sau cái không dám. Bớt vậy cái thì ít bữa nữa lâu lâu cái như lâu lâu cái quên không còn nhớ nữa cái cũng làm nữa. Sợ đói không? Sợ hả? Đói cũng sợ. Yeah. Không biết đói. Nhưng mà trước đây lúc ảnh còn tỉnh là ảnh có thường là gây gỗ với ai có hung hăng giống vậy không? Không. Tao giết mày đó. Có từng chữ lộn với ai không? Không. Không. Hồi trước thì không có rồi cái hồi nổi cái chứng bệnh này lên tới giờ. Cũng đáng thương hơn là ấy ha.
phải xích ảnh ở dưới kìa. Mấy cái cây xích ở dưới gốc cột dưới luôn. Xích dài đó, xích 3 thước rồi. Dây xích 3 thước hả chú? Xích 2 sợi luôn hả? Một sợi kia bị hồi trước nó đứt nó nhột ra rồi. Rồi mới mua sợi tích lớn. Giờ cái kia như kiểu như là mình đấy tháo ra không được. Không lẽ giờ đè đó, nằm đó hoài. Bây giờ chân ảnh là mấy sợi xích? 2 sợi. 2 sợi xích luôn hả? Một sợi thì xích, một sợi thì còn. Một sợi bên kia bị đứt rồi hả chú? Ừ. Đây là cái ngôi nhà cũ của anh đi hả? Ờ, của nó á. Lúc trước ảnh với vợ anh ở đây. Ờ. Rồi sống ở đây được bao nhiêu năm? Cũng lâu à. Rồi con thấy ở đây là một cái hầm nè. Là cái ngôi nhà mà cắt ở... ở ngay cái hầm là sao chú? Là tại vì hoàn cảnh con đông mà đất cát không có. Dạ. Cho nên thành nữ ra ngay sau. Dọn ngay sau này, cắt ở sau này luôn. À. Sáng giờ anh có ăn gì chưa chú? Chắc chưa. Có thằng em thứ 8 thì nó đem vô. Em thứ 8 thì sáng nó 6 giờ nó lo đi mặn rồi. Thì khoảng 9, 10 giờ đâu phải đi về. Nó về đặng mà nó đem cơm á. Đem cơm cho ăn chứ để hồi không lẽ bỏ tới trưa thì đói. Đó, rồi bắt buộc phải trở về. Đem cơm rồi mới trở đi mặn lợn. Cho ta là. Cái này nếu mà trường hợp mà có che kín lại cho ảnh là chỉ hàng sắt. Sắt thì thôi chứ, chứ còn hậu hậu ấy là vết thường đâu chứ không có cái đường nào đâu. Cái này con nghĩ là mình vậy thì thấy hơi tội cho ảnh, tại vì ảnh rung mấy cái đó không có mấy cái tấm tôn nó rớt xuống rớt giờ nào. Bất cứ lúc nào hoặc là mưa gió lớn đó, mưa thì phải xuống đó bây giờ gì? Có một người nào có khi vô rồi mưa nó tạt thôi rồi cũng ướt mà nước bẫy lên rồi và gặt cái giờ mấy cái người như vậy á là đâu có hiểu biết gì thì ví dụ như lạnh quá thì lúc rung vậy thôi chứ còn hoàn toàn thì cũng đâu có biết cái gì là cái gì. Đó tới giờ là ảnh vậy hoài chứ có như có nóng sốt hay là ảnh cái bệnh gì không chứ? Không, cũng như hầu lúc mà còn vợ con này kia cũng đâu có gì đâu. Lúc mà ảnh ở ngoài đây nè, lúc mà xích ảnh ngoài đây nè. Không, giờ làm cho cái người, mấy người như vậy là không có bệnh gì nữa. Bệnh không gì? Bệnh khác nó nhập vô không được. Bởi vì một bệnh làm nó đã muốn chết rồi, giờ thêm bệnh nữa đi. Mình thấy ở đây thôi, mũi nó chích thôi là thấy. Thì đó, mình đứng đây là bà nó cắn mình còn. Chịu không nổi thì mình cũng biết, cũng suy nghĩ lắm. Đứa em mình ở ngoài giờ hầm hố lục bình không. Tất nhiên là mũi nó phải nhiều. Mà bây giờ mình biết làm sao giờ để cho không. Thì anh không chịu. Đúng không? Bây giờ mình không biết làm sao để cho mũi nó không có, gặt mình đâu có làm được mấy cái chuyện đó. Không thể nào đốt nhang mũi được. Được luôn. Rồi lúc mà đem cơm cho ảnh. Cho ảnh đó. Lúc mà đem cơm cho ảnh thì cái tô là mũ hay là tô sành? Đem đồ mũ không à, chứ đâu có dám đem sành đâu. Yeah. Có bao giờ anh nhảy xuống đó không? Không. Chỉ đứng vậy thôi chứ không, chứ không dám nhảy gì đâu. Anh hung hăng lắm mọi người. Nhưng mà vẫn còn biết là anh chỉ đứng ở trên đó rồi, anh không dám nhảy xuống đâu. Gương mặt anh chỉ cần là cái chân mày của anh thôi. Lúc mà anh chỉ vô nè, đó. Mày lỡ đây. Là anh thấy là anh... gọi là thánh hung dữ, hung dữ như hung dữ nhất nhất năm luôn á, động ai cũng chửi hết, không ai cũng chửi, nữ rồi có chửi không? Hả? Nữ rồi có chửi không? Chửi hết luôn, đâu có ai mà sốt. Rồi con muốn hỏi là không chứ? Không, không luôn hả? Còn con á thì một năm nó có nhiều một lần. À. Con một năm về một lần, con là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 18. 18 tuổi rồi hả? Để zoom gần cái gương mặt của anh này, cái chân mày của anh gặm lắm. Con của ảnh về mà thấy ảnh như thế có phản ứng gì không? Cũng có phản ứng gì mà nó giờ biết sao giờ. Có lợi gần được không? Con ảnh đó. Được. Biết con. Mà nhưng con đó cũng phải sợ hơn vì không biết ba. Không dám lợi gần luôn đúng không? Nếu như ba mình không biết ra thế nào, lúc nào. Thương con luôn. Thương con. Vì đứa con bỏ đi nè, trả như thế này. Vì cũng vuốt, cũng chỉ, biểu, cũng nói này kia vậy, biết. Và hả ấy rồi mua ra. Con anh về thăm kìa anh Cường ơi. Con anh tên gì?
Kiệt. Con đâu? Kiệt, Kiệt con anh á. Nhớ Kiệt con. Nhớ con đi. Chửi gì hoài luôn. Chửi gì hoài luôn. Có bao giờ là con muốn hỏi là không có cái khi mà con cái không phải là vậy. Có khi bằng đêm á, bằng đêm có khi chữ dậy dốc hơn. Nguyên đêm luôn hả? Nguyên đêm luôn. Là lúc đó làm như thần kinh nó căng hay là cái đầu đó. Bây giờ thì cũng thời tiết mát nè. Thì lúc mà mấy tháng trước mình nắng nóng á, làm chữ nhiều nhiều không? Nhiều, làm như nắng gắt quá, làm như chữ bị hầm hay. Bây giờ con muốn hỏi là mình cái sàn đó con thấy chân nóng rồi chứ nó muốn mục hết à. Thì bởi có vậy. Bao giờ gia đình mình dự định là mình sẽ xây cho anh một cái chuồng sắt không? Thì cũng có dự định làm mà mình đừng có xích anh lại thấy. Thì đó cũng như dự định đó, mà bây giờ ông già thì ông 90 rồi đâu có làm gì để có tiền mà để làm mấy cái chuyện đó. Lo sống hàng ngày rồi muốn chết. Thì cũng như nhà nước hay là ta ở sớm này kia, ta cho gạo này kia rồi thằng em nó đi mặn mướn á, bu cá ăn hàng ngày, đâu có làm được cái gì cho kính đáo. Nếu như mà có thể thì có người xây được và cột anh ở chỗ khác thì mình xây lên được không? À? Có một cái xây nơi nào khác được không? Không, bởi vì giờ là đất của ta rồi không, giờ đâu có mình đâu có đất đâu. Dạ, thì xây thì cũng xây chỗ đó. Con dự định là hỏi gia đình mình, con một á là tôn đó đó. Là nó con thấy nó tấm trên tấm dưới nó mục. Thì hai là nó muốn gớt xuống rồi nè. Cũng sửa là hoài mà gạt có cái đâu quậy. Bây giờ thì mình sẽ sửa cái sàn xây ở dưới lại. Rồi mình làm một cái lồng sắt khóa ở ngoài lại. Rồi sau đó là mình không có xích anh giống vậy nữa. Tại vì thấy tội quá con người mà. Mình xích lại mình em của mình. Con biết là mình bị buộc lòng rồi. Không xích lại thì anh sẽ đi quậy ở hàng xóm và thậm chí là có thể hành hung những người khác nữa. Khác nữa chứ phải mà chữ không mình cũng không nói đi. Người ta có thể người ta cũng bỏ qua được. Vì ta biết không mà nhưng sao quýnh người ta rồi sao? Đó thì cũng chính quyền thì cũng có xuống đây. Thì chính quyền cũng kêu thôi chuyện lại đi. Đó để thôi đi ra đường làm này kia tổn thương người ta. Đúng rồi. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm. Rồi anh không biết gì mà cái người bị hại nguy hiểm. Nếu bây giờ mình làm lại chỗ đó mà tiếp cận để dẫn anh đi chỗ khác thì cũng khó khăn lắm. Khó khăn lắm. Chứ đâu phải muốn xây lại cũng khó đúng không? Xây lại cũng lâu chứ. Ồ cái thân hình của anh lực lượng lắm. Có khi nào mình thấy ông ngủ không chứ? Hả? Ảnh ngủ không? Không. Không ngủ hả? Ít có ngủ lắm. Ví dụ như bà gài đuối quá gì gặp ngầm cho co gì thì một hầu mình lên coi lại thì cũng giàu vậy rồi. Đó rồi thấy mở đầu cũng vậy. Nếu mà mình mua cho em làm đó, là phải canh cái giờ anh ngủ mình nhìn lén lén lại mình có thể trói anh lại được thôi chứ. Đó thì anh làm mình sợ rồi. Thì có cái đường đó thôi chứ không có cái đường nào. Quay phim là không dám bước lại cái chỗ cái qua bên cái này luôn á. Không dám bước qua luôn á, mà sợ anh kích động quá. Anh có thể anh bường tới luôn đó. Mà đau chân. Làm sập cái đó nữa. Sập cái đa vàng luôn á. Nói chung là một kiếm người thì mình thấy nó quá tội. Em ruột của mình á, máu mủ ruột gà thì mình để ngoài này mưa gió rồi tôn rồi mình sửa. Mình thấy có khi lắm đúc người ta rồi mình thấy mình còn sốt ruột rồi đó chứ em ruột. Phải không? Mà như bây giờ biết ăn, mình biết nói sao vậy? Để cho mà chịu ra tại số mạng của em mình nó đã như vậy. Rồi bây giờ phải đành phải chịu thôi. Chú nói số mạng phần phước thì mỗi người nó mỗi khác nhau. Mỗi khác nhau. Chú làm cái công việc gì? Chú giờ thì có một mình à. Thì sống một mình đi thôi. Có vợ con vậy? Có đứa con mà nó có chồng ở xa rồi vợ mất lâu rồi. Dạ. Chú ở bên cồng, bên sông, bên cồng. Bên mương, bên bờ bển. Nhưng mà hôm nay chú qua chơi hả? Qua chơi. Qua khi cũng sáng cũng dậm lén cái em út mình coi đó sao. Thường qua thăm anh không? Hả? Chú thường qua thăm anh không? Hồi trước hả? Hồi trước chưa anh em đâu cũng có sớm về chung rồi à. Nhậu chung rồi hả? Hồi trước á. Đâu có gì đâu. Anh có nghiện rượu gì không? Không. Không nghiện rượu hả? Khó uống không có thôi. Mà đi có cái ít có đi chơi là có cái hào lúc đứa con còn hai cho con gạch rút ở trong nhà. Cảnh rút trong nhà hay cha con nói chuyện với nhau cái gì đó, thì mình đâu có biết.
Nhưng vậy là vợ bỏ là chưa đủ đã kích để cho rồi thêm đứa con nữa, thành ra gì đó trong trí đó cũng như là mỗi lần bù một giờ nó gấp nó tăng lên hai, đó là như vậy. Mỗi lần có con mình, vợ mình đi thì còn con mình hữu hỷ, giờ con mình nó đã mất nữa mà lại một năm nó mới về một lần, thì tất nhiên là cái cảm giác là trong tư là chắc nghĩ rằng là con mình nó không thương mình nữa rồi, nó đi theo mẹ đó. Mình nuôi nó nhỏ tới lớn đã dẫn đi. Giờ nó cho nó đi ăn học đàng hoàng. Thằng thằng đó thì nó học giỏi lắm. Con ảnh là bao nhiêu tuổi rồi? 18. Hết lớp 12 rồi. Không, nó học mới cái tới lớp 9 là nó chưa đủ tuổi. Là nó lớp 9 lớp 10 rồi bắt đầu nó mới đi. Nó đi mẹ nó kêu ra ngoài đằng mằng. Rồi nó theo mẹ nó luôn. Dạ. Hôm nay thì tình cờ tụi con đến đây nè, chia sẻ cái đoạn clip của anh lên, cũng như là có thể mọi người có thể chung tay nhau á, để có thể sửa lại cho anh cái sàn. Có thể cho anh một cái lòng thì nó sẽ đỡ hơn. Chứ bây giờ như thế này thì nó tội quá. Thật sự là rất tội. Xích lại giống con vật vậy. Giống con vật, đúng rồi. Mà thì nó xót quá. Mày lé hả? Đồ ngu má, tụi mày hết lé kìa. Có thể mình bỏ trong cái lòng, tối mình bỏ mùng xuống. Thôi xé đó, bỏ mùng xuống. Xé, thọt tay vô. Mấy cái người này ngộ đó. Mày hồi trước là nó ra già, nó thấy cái gì đó, cái gì nó chỉ luôn như là nó gặp cái gì trong hoàn tưởng ở cái trong cái đầu nó sâu á, mình không hiểu liệu nó cái đó là cái gì nhất là nó gặp hình nhiều là đòi lâu xuống đốt gặp á. Chắc có lẽ là ngày xưa cũng chụp hình chung với vợ con hay sao á. Chắc theo mình độ là như vậy. Rồi cái vợ con đi rồi nhìn hình nhớ anh nữ, hay là bây giờ không muốn nhìn tấm ảnh nào, nó dục hết. Anh này không phải là buồn tình mà còn buồn con nữa. Buồn con đó. Nên nữ là hai cái buồn nó cộng lại đó. Cộng lại. Ra nó vậy luôn. Chứ cuộc sống mà. Mỗi phần mỗi phước mỗi người khác nhau. Nghiệp quả nữa. Nghiệp quả nhiều khi theo nhà Phật thì nghiệp quả của kiếp trước kiếp này mình phải trả. Thì trả hết kiếp này thì xong hay đạt hơn. Thành nữ là mình với lại Đạt á, muốn chia sẻ cho cô bác anh chị biết về cái hoàn cảnh của anh. Thì không biết giúp gì hơn cô bác của chị. Thật tình là chú Diễn á, thì cũng nhà bên kia. Chú Diền đúng không? Chú Diền. Nhà bên kia rồi bây giờ chị gặp anh này mai mốt chắc có lẽ là sẽ qua gặp cái người em của anh này. Em của anh này, anh người mà thường hay đưa cơm cho anh này em. Anh của anh này. Dạ, để mà chia sẻ cho cô bác của chị biết luôn ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là một đoạn clip mà một người đàn ông hung dữ nhất năm là anh này luôn. Để cho cô bác anh chị hiểu được đôi khi chúng ta sinh ra thì được khỏe mạnh, gia đình có cơm ăn áo mặc, đó là một điều hạnh phúc rồi. Có những người người ta sống gọi là cái cuộc sống như thế này là sống không bằng chết luôn á. Đúng rồi. Đôi khi anh này anh thậm chí mình theo mình hiểu là theo đúng như mình hiểu được á, phải chết sướng hơn cái anh này sống. Anh chết sướng hơn sống nói thiệt luôn á. Đi ra cái gì nhưng mà đôi khi nghiệp quả trả chưa hết thì kiếp này đành phải chịu phải tiếp. Chịu. Yeah. Nên là nữ là thôi em chia sẻ đoạn clip này cho cô bác của anh chị biết luôn, cũng như là một thông điệp gì đó muốn gửi đến cô bác của anh chị là chúng ta còn khỏe mạnh, có gia đình hạnh phúc, cơm ăn áo mặc đầy đủ là một điều gì đó cũng khá là hạnh phúc rồi, tốt rồi. Chứ mình không cần cao sang gì đâu. Đúng. Để cho cô bác của anh chị có thêm một cái động lực, có một cái lạc quan yêu đời hơn trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chắc có lẽ khi con sẽ tặng cho chú chơi giàu. Con thì nói chung là anh này hung dữ là con cũng tinh thần hoảng loạn. Con cảm ơn chú đã chia sẻ cho con về cái cuộc sống của anh Cường trước đây. Là một thanh niên khỏe mạnh mà vì biến cố gia đình mà anh phải trở nên như vậy. Con cũng mong gần sau này anh sẽ bớt lại, hoặc là có điều kiện tí xíu sẽ đưa anh vô tâm trại tâm thần đó. Thì nó sẽ đỡ hơn cho gia đình của mình, bớt lo lắng hơn. Tại vì ngoài kia mấy cái tấm tôn nó cũng sập sệ hết à. Có thể mưa gió là nó rớt bất cứ lúc nào luôn. Cũng chia buồn cho gia đình chú khi mà có mình, chính người nhà mình lại phải bắt buộc trói em của mình như vậy. Mà chuyện này thì không ai muốn cả, nhưng mà không trói thì lại
sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh như thế này, và đặc biệt là gây hại cho người khác thì đó, điều đó cực kỳ nguy hiểm luôn, những người ta không biết hết chứ. Ngày hôm nay á thì con với Đạt ở đây thì con cũng thay mặt cho chú Kevin Trần, chú còn ba mẹ mà đúng không? Còn ba mẹ. Dạ, gửi cho ba mẹ của chú cha giàu ha, đại sức để mà. Cảm ơn con. Dạ. Rồi, thôi bây giờ chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha.